và thái hậu bàn bạc xong, được hoàng hậu tán đồng hoan nghênh, quyết định sắp lập Dung Quý Phi làm hoàng hậu ở Khôn Ninh Cung. Khâm thử hoàng hậu nương nương giá đạo. Bổn cung cũng hy vọng các vị tỷ muội có thể cùng hợp sức để cho hậu cung luôn được bình yên. Tĩnh Phi là anh nói lung tung cái gì nữa vậy? Khôn Ninh Cung của bổn cung sẽ xảy ra chuyện lạ gì chứ? Vụ án Hồ Điệp đó không phải là một kiệt tác lớn của Linh Châu và Tĩnh Phi nương nương tạo ra hay sao?